Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Ngọc Hương nha. Sẽ có một số hoa kiển và hoa giấy tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình nha. Rồi anh chào Hương. Dạ em chào anh Thái, chào quý cô chú anh chị đang xem kênh của anh Thái. Thì đến nhà vườn của em thì hôm nay em chuẩn bị lên mặt hàng bông Tết, bông công trình với bông giấy nha quý cô chú anh chị. Dạ tiếp đến em vô cây số 1 luôn nha. Dạ cây này có chiều cao là 55 nha quý cô chú anh chị. Tán ngang của nó là được 50. Hoành 17 nha quý cô chú anh chị. Cái này là cẩm thạch 3 màu nha quý cô chú anh chị. Dạ, cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 240.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Cẩm thạch siêu bông 3 màu, cẩm thạch tím, cẩm thạch hồng và cẩm thạch trắng quý anh chị em. Dạ. Dòng này rất là chuộng nha, do nó siêu bông. Mã số 2. Một cây cẩm thạch tím siêu bông. Dạ. Cây này có chiều cao là 65, tán ngang của nó là 40, hoành của nó em đo được là hoành 19 nha quý cô chú anh chị. Thì cây mã số 2 này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 240.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Mã số 3, cây phụng hoàng lửa nha quý cô chú anh chị. Mã số 3, một cây phụng hoàng lửa quý anh chị em, dòng này hoa rất là đậm nha. Dạ. Cây đang lên búp rồi. Cây này có chiều cao là 61 nha quý cô chú anh chị, tán ngang của nó được là 60. Hoành đo ở đây được là hoành 12 ạ. Thì cây mã số 3 này em giao lưu với cô chú anh chị là 250.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Tiếp đến mã số 4. Một cây dưa hấu đỏ đang full búp à. Cây này có chiều cao là 65. Tán ngang của nó là được 58 nha quý cô chú anh chị. Hoành em đo được là hoành 15 ạ. Thì cây mã số 4 em giao lưu với cô chú anh chị là 330.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Đến mã số 5. Cây tím bớm nha quý cô chú anh chị. Mã số 5. Cây này có chiều cao là 65. Tán ngang của nó là 49. Hoành 10 nha quý cô chú anh chị. Thì cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 180.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 6. Cẩm thạch Sakura và Lai Can, cẩm thạch trắng và cẩm thạch tím tuyết, cẩm thạch tím siêu bông, 4 màu. Cây này có chiều cao là 64. Tán ngang của nó là 50. Hoành của nó là hoành 11 ạ. Và cây mã số 6 này em giao lưu với cô chú anh chị là 200.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 7. Cẩm thạch cam cầu vồng nha quý cô chú anh chị. Cây này có chiều cao là 70. Tán ngang của nó là 60 nha quý cô chú anh chị. Hoành của nó là hoành 16 ạ. Thì cây mã số 7 này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 270.000 luôn ạ, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này hai màu quý anh chị em. Dạ. Này có thêm một cái màu cẩm thạch sakura hồng nữa nè. Dạ. Mã số 8. Dưa hấu đỏ. Dạ. Cây đang kẹo búp à. Cây này có chiều cao là 60. Tán ngang của nó là 55. Hoành 13 nha quý cô chú anh chị. Thì cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 240.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 9. Cây tiểu Ấn Độ nha quý cô chú anh chị. Cây này có chiều cao là 70. Tán ngang của nó là 55. Hoành em đo được là hoành 13 nha quý cô chú anh chị. Thì cây mã số 9 này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 240.000 luôn ạ, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 10. Một cây tím bướm à. Lên búp à. Kẹo chân quý anh chị em. Dạ. Cây này có chiều cao là 74. Tán ngang của nó là được 50. Hoành 11 nha quý cô chú anh chị. Thì cây mã số 10 này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 200.000 luôn ạ, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Mã số 11. Một cây cam lửa full búp bông. Dạ. Cây này có chiều cao
là 79. Tán ngang của nó là 75. Hoành 11 nha quý cô chú anh chị. Thì cái mã số 11 này em giao lưu với cô chú anh chị là 200.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Số 12. Cẩm thạch 4 màu anh chị em. Sakura Blaikan, cẩm thạch tím, cẩm thạch trắng và cẩm thạch tím tuyết. Dạ, cây này có chiều cao là 45 nha quý cô chú anh chị. Tán ngang của nó là 40. Hoành của nó là được hoành 10 nha quý cô chú anh chị. Dạ, cây mã số 12 này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 200.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 13. Một cây tím bướm một cốt phơm tròn. Cây này có chiều cao là 70. Tán ngang của nó là 60. Hoành của nó là được 10 nha quý cô chú anh chị. Thì cây mã số 13 này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 200.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Mã số 14. Tiếp tục là một cây dưa hấu đỏ anh chị em. Dạ. Cây này có chiều cao là 75. Mỗi đọt mỗi búp à. Tán ngang của nó là 58. Hoành của nó là hoành 13 nha quý cô chú anh chị. Thì cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 250.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Số 15. Cẩm thạch tím siêu bông, con nhánh là tím Huế của anh chị. Dạ. Cây này có chiều cao là 75 nha quý cô chú anh chị. Tán ngang của nó là 69. Hoành 10 nha quý cô chú anh chị. Thì cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 260.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Số 16. Tiểu Ấn Độ nha quý cô chú anh chị. Một cây tiểu Ấn Độ. Cây này có chiều cao là 61. Tán ngang của nó là được 55. Hoành 15 ạ. Dạ, cây này có chiều cao là 16. Ủa, cây này có giá là 240.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Mã số 17. Cẩm thạch nhiều màu quý anh chị em. Cẩm thạch hồng, cẩm thạch tím tuyết, cẩm thạch trắng, cẩm thạch tím siêu bông. Dạ. Bốn màu. Cây này có chiều cao là 65 nha quý cô chú anh chị. Tán ngang của nó là được 50. Hoành 13 nha quý cô chú anh chị. Cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 300.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Cẩm thạch bốn màu siêu bông. Dạ, bốn màu. Mà số này. Tiếp theo mã số 18 là một cây dưa hấu. Cây này tầm khoảng 5 ngày nữa thôi quý anh chị em. Hoa xỏ xuống rất là đẹp luôn. Cây này có chiều cao là 68. Tán ngang của nó là 55. Hoành của nó là được hoành 15 nha quý cô chú anh chị. Thì cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 240.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 19. Một số cam lửa. Cây cam lửa đang phun bông. Dạ. Cây này sẽ lớn. Sẽ lớn nha quý cô chú anh chị. Cây này có chiều cao là 1m05. Tán ngang của nó là được 95 luôn quý cô chú anh chị. Hoành, em lo nghe cái heo này. Dạ, được hoành 20 luôn ạ. Dạ, cây mã số 19 em giao lưu với quý cô chú anh chị là 450.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Mã số 20. Một cây tím bướm. Dạ, cây này có chiều cao là được 67. Tán ngang của nó là 53. Hoành em đo ở đây là được 15 nha quý cô chú anh chị. Thì cây mã số 20 này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 260.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Mã số 21. Cây đỏ lửa quý anh chị em. Dạ, cây này có chiều cao là 98 luôn nha quý cô chú anh chị.
Tán ngang của nó là được 65. Hoành của nó là hoành 14 nha quý cô chú anh chị. Thì cây mã số 21 này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 280.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Mã số 22. Cây cam thạch tím siêu bông. Dạ. Cây này size lớn quý anh chị em. Cây này có chiều cao là 90. Tán ngang của nó là được 50 luôn nha quý cô chú anh chị. Hoành em đo ở đây là được hoành 23 luôn. Đấy rất là già ha. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 550.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Số 23. Cây tím bướm à? Dạ. Cây này có chiều cao là 57. Tán ngang của nó là được 45. Hoành của nó là được hoành 9 nha quý cô chú anh chị. Thì cây mã số 23 này em giao lưu với cô chú anh chị là 180.000 luôn ạ, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 24. Đặc biệt cái phôi rất là đặc. Tiếp trước lá cam thạch với anh chị, phơm tròn. Dòng này thì hoa thì khỏi nói, rất là sai hoa. Cây này có chiều cao là được 90 nha quý cô chú anh chị. Tán ngang của nó em đo được là được 70. Hoành 23 luôn ạ. Dạ, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 620.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Mã số 24. Mã số 24 nha quý cô chú anh chị. Mã số 25. Một cây tím bướm à. Phơm rất là đẹp luôn chị, đang rực bông. Cây này có chiều cao là 77. Tán ngang của nó là được 50. Hoành của nó là hoành 14 nha quý cô chú anh chị. Thì cây mã số 25 này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 220.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Mã số 26. Này cẩm thạch ba màu nha quý cô chú anh chị. Cẩm thạch trắng, thạch cam. Dạ. Cái này có chiều cao là 75. Tán ngang của nó là được 70. Hoành 19 ạ. Dạ, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 280.000 ạ, bao phí ship toàn quốc ạ. Đây còn một màu đây nữa nha quý cô chú anh chị. Chưa có lên bông. Số 27. Cây hai màu quý anh chị em. Dạ. Cam lửa và đỏ lửa ha. Dạ, cây này có chiều cao là 89 nha quý cô chú anh chị. Tán ngang của nó là được 64. Hoành 15 nha quý cô chú anh chị. Thì cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 250.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Cây này thì mình xin nói lại là một màu cam lửa nhưng mà nó có một nhánh đột biến phân nửa cam lửa và phân nửa đỏ lửa. Em xây trở lại. Đây. Đây. Đây, nó một bông nhưng mà nó lên hai màu quý anh chị em. Mã số 28, một cây Adana đổi màu. Mã số 28. Này lên màu vàng quý anh chị em. Dạ. Cây này có chiều cao là 66. Tán ngang của nó là được 77. Hoành 20 ạ. Đế rất là đẹp nha, sạch. Dạ. Cây mã số 28 này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 400.000 nha quý cô chú anh chị. Bao phí ship toàn quốc luôn nha. Cây này cái phơm tàn nó đặc ra già quý anh chị em. Dạ. Mã số 29. Cây nhiều màu quý anh chị em. Dạ. Cây này có chiều cao là 85. Tán ngang của nó là được 60. Hoành của nó là hoành 27 nha quý cô chú anh chị. Đế nơm cao ha. Dạ, cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 320.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này gồm có đỏ lửa, trắng phớt hồng thái, cam thái. Dạ. Trước mắt là ba màu quý anh chị em. Có thể hơn nha, tại vì có một số màu nó chưa lên. Mã số 30. Một cây đỏ lửa. Phải nó rực rỡ à. Cây này có chiều cao là 94. Tán ngang của nó là được 65. Hoành
vành của nó là vành 12 ạ. Thì cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 350.000 ạ, bao phí ship là rất là nhiều quý cô chú anh chị. Cây form cao và tròn rất đẹp luôn. Ở đây nó ra có một nhánh nó ra bông nó trắng trắng hồng hồng nữa quý cô chú anh chị. Mà số 31. 31. Cẩm thạch tím siêu bông. Cây một rễ à, dạ. Chia làm hai thân. Dạ, cây này có chiều cao là 85 ạ. Tán ngang của nó là được 70. Hoành của nó hoành 15 ạ. Dạ, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 280.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 31 nha quý cô chú anh chị. Mã số 32. Cây này có chiều cao là 90. Tán ngang của nó là 70 nha quý cô chú anh chị. Tím bốm hả? Dạ. Form toàn bạc. Hoành của nó là hoành 13. Thì cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 270.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Mã số 32 nha quý cô chú anh chị. 33, một cây 33. Cẩm thạch tím siêu bông, cái form 2 mâm. Dạ. Cây này form tự nhiên thành phẩm rồi. Cây này có chiều cao là 70 nha quý cô chú anh chị. Tán ngang của nó là được 55. Để nơm rất là đẹp quý anh chị. Hoành. Hoành 18 nha quý cô chú anh chị. Thì cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 460.000 luôn ạ. Bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 34. Cây Sophia. Dạ. Cây này có chiều cao là 73. Tán ngang của nó là 55. Dòng này rất là giống tiểu Ấn Độ quý anh chị. Hoành của nó là hoành 15 nha quý cô chú anh chị. Thì cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 260.000 ạ. Bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này thì nó đang lên búp nha quý cô chú anh chị. Đây búp lên rất là nhiều luôn. Hoa thì giống nhưng mà chỉ khác cái lá thôi. Dạ. Mã số 35. Cây son môi quý anh chị em. Dạ. Cây này có chiều cao là 57. Tán ngang của nó là 40 ạ. Hoành 10 ạ. Thì cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 260.000 ạ. Bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Cho quý cô chú anh chị em mình sưu tầm về khai thác bo nha. Dòng son môi hoa rất đẹp. Bam sáu. Bam sáu. Cây tím bóm nha quý cô chú anh chị. Thì cây này có chiều cao là 85. Tán ngang của nó là 60. Hoành 10 nha quý cô chú anh chị. Thì cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 190.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. À. 37. Cây mini cẩm thạch. Dạ. Siêu bông. Cây này thì có chiều cao là 53. Tán ngang của nó là được 30 nha quý cô chú anh chị. Hoành là hoành 11 ạ. Gồm có sakura, blaikan, cẩm thạch tím siêu bông và cẩm thạch hồng. Dạ, ba màu. Dạ, cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 180.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. 38. À, số 38. Tiếp tục là son môi cam. Dạ. Magahani quý anh chị, dòng nhập ngoại nha. Dạ. Cây này có chiều cao là 45. Tán ngang của nó là được 35. Về quý anh chị em mình khai thác bo. Dạ, hoành. Hoành của nó là hoành 9 nha quý cô chú anh chị. Thì cặp này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 300.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Magahani. Dạ. Rồi một cây ghép pho giấy Mỹ và một cây ghép hôm nha quý cô chú anh chị. Dòng này chủ yếu về lấy bo quý anh chị em. Dạ. Mã số 39. Cẩm thạch tím siêu bông, đúng là siêu bông luôn. Dạ. Cứng búp hết trơn quý anh chị em. Cây con này có chiều cao là 50. Tán ngang của nó là được 40. Hoành của nó là hoành 23 nha quý cô chú anh chị. Thì cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 150.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 40. Mã số 40. Cẩm thạch tím siêu bông, hai cây này na ná ăn cặp quý anh chị em. Dạ.
Cây này có chiều cao là 52 nha quý cô chú anh chị. Tán ngang của nó là được 45. Hoành lùng lực ha. Dạ. Hoành của nó là hoành 31 ạ. Thì cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là vẫn là 150.000 luôn ạ. Bao phí ship còn mất nha quý cô chú anh chị. Mã số 41. Mã số 41. Mai thái màu xanh nha quý cô chú anh chị, xanh miner. Cây này thì nó đang lên cứng búp luôn. Cây này có chiều cao là 90. Đang lên búp rồi. Dạ, tán ngang của nó là 55. Hoành của nó là hoành 12 nha quý cô chú anh chị. Cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 220.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Mã số 42. Một cặp. Dạ, tùng thơm nha quý cô chú anh chị. Cái này à, size mini. Cây này có chiều cao là 39. Tán ngang của nó là 15. Thì cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 280.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Noel tới rồi anh chị em. Này dạ, về mình có thể trang trí bàn làm việc ha. Cái này nó thơm nha quý cô chú anh chị. Cái này mình đụng vô nó nghe mùi thơm chanh xả luôn quý cô chú anh chị. Tùng hương. Tùng thơm. Mã số 43. Cẩm tú cầu nha quý cô chú anh chị. Cây này có chiều cao là 37. Tán ngang của nó là 35. Cây này về quý anh chị em mình dạ, là nở vừa. Cái này cây này thì em thấy là 5 con nữa nha quý cô chú anh chị. Dạ, cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 160.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Mỗi tược nó lên vậy là nó có, nó sẽ lên búp hết nha quý cô chú anh chị. Mã số 44. Tiếp tục vẫn là cẩm tú cầu. Dạ. Cây này thì có hoa nở rồi. Cây này có chiều cao là 42. Tán ngang của nó là được 20 nha quý cô chú anh này. Chị, cây này cũng 4 con luôn nha quý cô chú anh chị. Đây, lên hoa, dạ, búp nè. Đây búp đây, chỗ này cũng đang lên búp nữa nè. Dạ, cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 160.000 luôn ạ. Bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 45. Dạ. Số 45. Cúc đồng tiền, dạ, hoa đỏ anh chị. Cái này có chiều cao là 42 nha quý cô chú anh chị. Này gồm 3 đến 4 bông tùy theo cây nha quý cô chú anh chị. Thì cây này bên em có số lượng á, em đi hàng công trình hàng Tết rồi đó, mong quý cô chú ủng hộ em nha. Dạ, đây cũng là mã số của clip mong quý giá cô luôn chú em. À, dạ, cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 140.000 một cây ạ. Một cây ship toàn quốc. Dạ. À, quý cô chú anh chị mình có thể lựa chọn nhiều màu ha. Dạ. Có những cái màu khác ví dụ như màu vàng, màu hồng nữa quý anh chị em. Dạ. Đây, này là 4 bông nó nhú lên nha. Còn dưới dạ, này nó bắt đầu lên búp dưới này nữa nè. Búp dưới này. Đó, thì quý anh chị em mình cần nguồn Tết thì cứ liên hệ trực tiếp với em Ngọc Hương nha. Sẽ dạ, có giá sỉ để quý cô chú anh chị em mình cần. Dạ. Rồi, dạ, đây cũng là có số clip em mong quý cô chú ủng hộ em ạ. Dạ. Rồi, hẹn gặp lại anh chị vào clip tiếp theo. Nhớ bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những clip phát hành trên kênh Pháp Thái TV nha quý cô chú anh chị em. Hẹn gặp lại ha.